Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, sau 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được ban hành từ năm 2014, thứ hạng môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, trong đó năm 2017 tăng 14 bậc. Đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008. Tuy vậy, tốc độ triển khai thực hiện chưa đồng đều về quy mô, tốc độ và tính quyết liệt giữa các bộ ngành. Hiện Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị quyết số 19 năm 2018 với mục tiêu là tiếp tục tăng tốc cải thiện môi trường kinh doanh ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Hoạt động trong lĩnh vực dệt may, doanh nghiệp này cho biết, trong thời gian qua, cải thiện thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và hải quan, đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí khá lớn. Hiện nay thì chúng tôi cũng là một trong những đơn vị làm thử nghiệm đầu tiên, đó là về vấn đề khai báo thuế qua mạng và chuẩn bị là phát hành hóa đơn điện tử. Thì đấy cũng là một, có thể nói đây cũng là cái mà chúng tôi qua cái việc này, hoặc là đối với hải quan cũng vậy. Thì vấn đề khai báo điện tử là cái việc thường xuyên rồi từ năm trước rồi. Thế nhưng hiện nay thì cái lượng, nếu mà nói về cái lượng lao động thì phục vụ cho cái mảng sẽ giảm. Cái thứ hai là thời gian sẽ nhanh hơn. Thuế và hải quan là một trong 10 chỉ số được yêu cầu cải thiện của Nghị quyết 19 được ban hành năm 2014. Sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay đa số các chỉ số đều có sự cải thiện đáng kể. Trong đó, các chỉ số về tiếp cận điện năng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, bảo vệ nhà đầu tư là những chỉ số có mức độ cải thiện tốt nhất. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai các cái đề án hiện đại hóa, đặc biệt là các những giải pháp về hiện đại hóa mà liên quan đến các thủ tục hành chính, liên quan đến các cơ chế thu nộp, ví dụ như đề án hóa đơn điện tử, rồi kết nối máy tính tiền, rồi là các cái thu lệ phí trước bạ, rồi thuê tài sản điện tử. Chúng tôi sẽ góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc thủ tục. Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của chúng ta trong mấy năm qua đã đem lại kết quả đáng ghi nhận. 4 năm gần đây, thứ hạng môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện. Cụ thể, năm 2017, năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với năm 2016, từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế. Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, từ 82 lên 68/190 nền kinh tế, đổi mới sáng tạo, cải thiện 12 bậc, đạt thứ hạng 47/127 nền kinh tế. Đó là những thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được cho đến nay. Ngoài ra, năm 2017, Moody's Standard & Poor's và Fitch cũng đã tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Trong đó, Moody's và Fitch nâng xếp hạng từ ổn định lên tích cực. Những cái điểm thứ hai quan trọng hơn là nâng cao được ý thức trách nhiệm của các bộ ngành, của các địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Và họ coi cái việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như là một trong những công cụ, một động lực để thúc đẩy tăng trưởng. Không dừng lại ở đó, trong năm 2017, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ nghiên cứu chủ động tự rà soát để sửa đổi hoặc đề nghị sửa đổi cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa hợp lý, không cần thiết, thời gian qua, có rất nhiều bộ ngành đã có nhiều cải cách trong thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, các địa phương cũng quan tâm hơn tới việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Hàng năm, các địa phương tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, mô hình cà phê doanh nhân được áp dụng khá phổ biến và thường xuyên. Chúng tôi cũng mạnh dạn mở sang fanpage đối với DDCA để cho sự tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp với từng sở ngành. Từ đó rồi có một cái vấn đề xử lý ngay trên trong mạng xã hội. Thì đây cũng là một sự dũng cảm để mà coi cho các sở ngành là đều được lắng nghe trực tiếp qua cái mạng xã hội của trang này. Đây cũng là một trong hình thức mà chúng tôi mở rộng cái lắng nghe trực tiếp và tương tác trực tiếp là cũng nhanh nhất những vấn đề mà tôi đã triển khai. Các chuyên gia nhận định đã có nhiều chuyển động tích cực từ chính phủ đến các bộ ngành địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều dự đoán cho rằng năm 2018, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển động thêm bởi nhiều cải cách đang trong quá trình thực hiện. Và nếu hoàn thiện, chắc chắn môi trường kinh doanh Việt sẽ có bước tiến vượt bậc theo hướng thuận lợi hơn, giảm chi phí hơn, tự do và ít rủi ro hơn.
Bên cạnh những thuận lợi trong cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh Việt Nam chưa bền vững và chưa đạt được mục tiêu đề ra. Thứ hạng của nhiều chỉ số vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực, nhiều rào cản vẫn gây khó cho doanh nghiệp. Chuyên kinh doanh các sản phẩm thép, nhận định về những mặt còn hạn chế trong cải thiện môi trường kinh doanh qua thực hiện Nghị quyết 19, đại diện doanh nghiệp này phàn nàn về thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Doanh nghiệp cho biết, dù được cải thiện nhưng hiện nay thủ tục này vẫn còn gây khó doanh nghiệp xuất nhập khẩu, làm doanh nghiệp tốn nhiều thời gian và chi phí. Còn khó khăn thì tôi nghĩ là về cái thứ nhất của chân chuyên ngành thì cũng có một số cái ngành hàng thì cũng về giảm cũng chưa có triệt để, cũng còn được, cũng còn ảnh hưởng nhiều, cũng còn về thủ tục của xuất nhập khẩu cũng còn khó khăn, cũng còn có. Song hành với thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tiếp cận đất đai cũng đang là rào cản của doanh nghiệp. Còn thứ hai nữa là về nhất là cái còn cái thủ lưỡng là thủ tục về ví dụ như các doanh nghiệp là về thủ tục về nhà đất, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, ví dụ doanh nghiệp muốn đầu tư đấy, đầu tư về nhà xưởng hay hoặc đầu tư về chung cư hoặc đầu tư về khu thương mại thì cái thủ tục mà chuyển nhượng mục đích để làm dự án thì mới xem xét bắt phép phải quá lâu kéo dài, tại cái đó vẫn ảnh hưởng nhiều nên doanh nghiệp đấy, doanh nghiệp chúng tôi nhiều khi là cái những cái dự án mà muốn đầu tư nhưng mà có khi kéo dài mấy năm xin chuyển mục đích chưa xong. Đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp ở các địa phương nhận định, mặc dù những hành động cắt giảm thủ tục ở một số ngành thời gian qua làm các doanh nghiệp rất phấn khởi, tuy nhiên một số cắt giảm chưa phải là những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, còn nhiều khó khăn cốt lõi cần được cải thiện. Tuy nói vậy nhưng mà tôi thấy là vẫn còn những vấn đề là chúng ta tiếp tục tháo gỡ. Đối với các bộ thì mặc dù như Bộ Công Thương chẳng hạn mở ra một số cái giấy phép con bỏ đi, điều kiện kinh doanh bỏ đi, nhưng mà cái bỏ đi thiệt ra cũng chẳng có cần thiết mà cũng ảnh hưởng gì, còn có những cái mà doanh nghiệp người ta vẫn tiếp tục đề nghị xem xét tiếp. Và đặc biệt là các bộ khác làm thế nào cho nó đồng bộ. Bộ này bỏ mà bộ kia vẫn chưa sẽ rất là khó. Một vấn đề mà các chuyên gia cũng lưu ý, rào cản trong cải thiện môi trường kinh doanh của nước ta là độ chênh trong pháp luật nước ta với các nước. Tuy nhiên, so với mong muốn hội nhập, thì chúng ta vẫn còn được nhiều chuyện để phải nói. Cái thứ nhất là làm thế nào để các quy phạm pháp luật của Việt Nam chúng ta nó phù hợp với những cái cam kết thế giới, đặc biệt là những cái hiệp định thương mại tự do mà sắp sửa có hiệu lực như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU, Hiệp định Thương mại Tự do CPTPP, vân vân. Rồi làm thế nào để những cái quy định pháp luật chúng ta nó phù hợp với họ. Theo các chuyên gia, dù đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vấn đề thực hiện ở cấp cơ sở vẫn còn hạn chế. Thì rõ ràng là ở cấp địa phương cũng như cấp bộ ngành thì sự chuyển biến nó không tương đồng đều. Nói chung là có một số đơn vị nó tương đối chậm. Trong bảng xếp hạng của Quốc Văn về cải thiện môi trường kinh doanh, thứ hạng về khởi sự kinh doanh của Việt Nam vẫn ở mức trung bình, xếp 123 trên 190 nền kinh tế. Các tiêu chí về giải quyết tranh chấp hợp đồng, giải quyết phá sản đều ở mức thấp khá xa so với Singapore, Malaysia và Thái Lan. Giao dịch thương mại qua biên giới mới được ghi nhận cải thiện về thủ tục hải quan. Những cải cách về quản lý chuyên ngành vẫn chưa đồng đều đã khiến mức độ cải thiện chỉ số này hạn chế. Đáng quan ngại khi nhiều năm liên tục, Quốc Văn không ghi nhận cải cách nào của Việt Nam về đăng ký và sử dụng tài sản. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng là trọng tâm ưu tiên của chính phủ trong những năm qua. Sang đến năm 2018, chính phủ vẫn tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn, toàn diện hơn. Theo đó, dự thảo Nghị quyết 19/2018 hiện đang gửi các bộ ngành địa phương để lấy ý kiến, duy trì mục tiêu về cải thiện môi trường kinh doanh. Tại Hội nghị quốc tế về cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh mới diễn ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị quyết 19/2018 và sẽ sớm ban hành nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chúng tôi nghĩ rằng cái kinh nghiệm tốt đấy thì tới đây trong cái nghị quyết mới này tiếp tục và chúng ta phải làm mạnh hơn. Tức là một là đốc đầu việc và tiến độ. Thứ hai là về nội dung thì phải tổ chức đối thoại và không tính kết quả khi mới chỉ có các văn bản giao nhiệm vụ hay mới có văn bản trình mà phải tính kết quả cuối cùng là cái vấn đề vướng mắc đã được tháo gỡ chưa.
Dự thảo nghị quyết 19 năm 2018 tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, về Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, kiên định các mục tiêu đã đề ra đến năm 2020, chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là những cái vấn đề mà chúng ta vẫn còn đang nóng từ những cái năm trước, ví dụ như là vấn đề về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành, thì tới đây thì sẽ là một trong những cái trọng tâm mà tiếp tục được tập trung của Nghị quyết 19 năm 2018. Và chính phủ đặt ra cái yêu cầu là cắt giảm 1/2 số lượng các cái điều kiện kinh doanh. Và hiện nay thì Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng thì đã có kết quả cụ thể là cắt giảm đạt được cái yêu cầu là 1/2 số lượng điều kiện kinh doanh. Và đó cũng chính là một cái thực hiện tốt để mà các bộ khác họ tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics để tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế nói chung và cơ cấu ngành nói riêng, thúc đẩy tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cái nghị quyết 19 ấy là nó nói về cái cải cách thủ tục hành chính, là chủ yếu là cái cải cách về thủ tục visa, thị thực cho quốc tế và du khách quốc tế đến Việt Nam. Năm ngoái thì chúng ta có một cái tốc độ tăng trưởng về du lịch quốc tế đến Việt Nam rất là cao, đúng không ạ? Đang ở những cái con số như là 12-15 triệu. Thế thì năm nay thì nếu mà với các cái cải cách về thủ tục visa với các cái nước mà chúng ta đang có quan hệ ngoại giao tốt, thì chúng ta sẽ hoàn toàn là chúng ta phát triển ở một cái mức cao hơn. Đối với ngành logistics thì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy rằng là logistics đã tạo ra một cái chi phí rất là lớn cho doanh nghiệp. Và với chi phí lớn như vậy thì đã sẽ làm giảm đi cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì thế mà chính phủ đã đặt mục tiêu là cần phải cải thiện cái ngành công nghiệp logistics với mục tiêu là để hỗ trợ cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí cũng như là chúng ta tăng được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó là vươn ra thị trường thế giới tốt hơn. Vì vậy mà chính phủ đặt thêm hai cái chỉ tiêu mới, đó là năng lực cạnh tranh của ngành du lịch và năng lực cạnh tranh của ngành logistics theo cái thông lệ quốc tế, để chúng ta có được cái vị thế cũng như là chúng ta có được cái tái cơ cấu tốt hơn và giảm được chi phí cho doanh nghiệp. Nghị quyết nêu rõ, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được trong phạm vi ngành địa phương. Tỉnh Bắc Ninh thì sẽ kiên trì và làm những cái biện pháp thực chất. Đó là chính là tiếp tục cái củng cố cái hoạt động của các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, rồi mô hình bác sĩ doanh nghiệp, rồi cái đo lường cái năng lực cạnh tranh của cấp sở ngành và cấp huyện. Tóm lại là Bắc Ninh cũng như một số địa phương khác như Quảng Ninh thì chúng ta đã làm đầy đủ những cái công cụ, những cái sáng kiến rất là quan trọng để cải thiện. Vấn đề là chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái điều này nó mới một cách nó thực chất hơn và có hiệu quả hơn. Và ở đây nói lại là gắn với cái hiệu quả cuối cùng, tức là cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Các chuyên gia khẳng định môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tốt lên, nhưng đó chỉ là tốt so với chúng ta. Để mục tiêu đạt mức trung bình của nhóm ASEAN 4, Việt Nam phải xếp thứ 43. Đây là khoảng cách rất lớn và cuộc đua môi trường kinh doanh với ASEAN 4 của Việt Nam vẫn tiếp tục. Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng như thế nào vào Nghị quyết 19/2018? Khi thực hiện nghị quyết cần tập trung vào những điểm mấu chốt gì? Những vấn đề nào cần cải thiện và đẩy mạnh thực hiện? Để hiểu rõ hơn về mong muốn của doanh nghiệp, khuyến nghị của chuyên gia, cùng những kế hoạch thực hiện nghị quyết của các cơ quan ban ngành, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây. Là địa phương luôn dẫn đầu cả nước về các sáng kiến trong cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Nổi bật, theo công bố gần đây, Đồng Tháp là địa phương dẫn đầu cả nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đại diện tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, tỉnh tiếp tục đề ra nhiều giải pháp và hành động trong thực hiện nghị quyết 19, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chúng tôi làm song hành cả hai cái. Một là chúng tôi tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền. Đồng thời chúng tôi cũng có cả một cái chính sách để hỗ trợ để nâng cao cái chất lượng của doanh nghiệp. Chứ không phải là mình chỉ giải quyết cái khó không được, nhưng mà vậy chúng tôi cũng đánh giá rằng đại bộ phận các doanh nghiệp thì đều thoát ra từ hộ kinh doanh gia đình. Cách tầm nhìn, chiến lược, kỹ năng quản trị rất là thiếu. Nhưng mà cái đó nó sẽ là cái rủi ro thị trường rất là lớn trong sự cạnh tranh cấp điện thế này. Thành ra cái trách nhiệm để hỗ trợ để nâng cao cái chất lượng của doanh nghiệp
Đấy. Vừa tăng về số lượng nhưng mà nâng cao chất lượng để giảm thiểu những cái sự rủi ro thị trường, giảm thiểu những doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường do cái tầm quản trị nó yếu kém, qua kiến thức kinh doanh nó kém. Trong năm 2018, việc cung cấp thông tin, đặc biệt là hỗ trợ thông tin hội nhập cũng được các địa phương phối hợp với các cơ quan tham gia các đoàn đàm phán cung cấp cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã có báo cáo ủy ban và cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác để coi như tổ chức cái hội thảo này để làm sao doanh nghiệp hiểu rõ được bản chất hiệp định CPTPP, cũng là hiệp định cơ bản, cũng là hiệp định TPP trước đây. Đấy là một hiệp định rất là tiến bộ và toàn diện, nâng cao cái chuẩn mực và cái chất lượng của doanh nghiệp và cả nền kinh tế, chứ không chỉ là mở cửa thị trường. Để Nghị quyết 19 năm 2018 tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa, các doanh nghiệp mong muốn đơn giản thủ tục là vấn đề cần tiếp tục được thực hiện, đặc biệt là thủ tục kiểm tra chuyên ngành và tiếp cận đất đai. Tôi nghĩ cái vấn đề này là phải các thủ tục hành chính phải minh bạch. Thứ hai, phải đẩy mạnh dịch vụ công đấy, cho tốt. Đấy, thứ ba là chống được những cái nhũng nhiễu tiêu cực thì nó sẽ tốt. Thì qua 4 năm thực hiện thì đã có nhiều cái đúc kết kinh nghiệm, rút nghiệm nhiều ở các bộ ngành, chính phủ. Thì tôi nghĩ là bây giờ tập trung vào cái đi sâu vào cái thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính là cái cản trở cho doanh nghiệp lớn. Thì một số doanh nghiệp nói là doanh nghiệp không có xin tiền. Đấy, nó chỉ xin về cái cơ chế cho nó thông thoáng hay doanh nghiệp thôi. Đấy, cái đó quan trọng nhất, cái thời gian là bằng vàng mà. Đấy, nếu mà cái thời gian mà hạ xây dự án, xin dự án nhanh thì giảm được cái chi phí doanh nghiệp rất nhiều. Thứ hai là hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu là giảm được thời gian lưu kho bãi, giảm được thời gian logistics. Chi phí logistics nói chung ấy, thì nó cũng đã giảm được chi phí doanh nghiệp rất nhiều rồi. Cái đó là cái thiết thực nhất cần giải quyết sớm. Tôi nghĩ cái đó là nếu giải quyết được thì là cái chi phí của doanh nghiệp nó sẽ giảm rất nhiều. Thêm vào đó, dù đã có sự cải thiện trong cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tuy nhiên kết quả vẫn chưa như mong đợi. Vì vậy, vấn đề này cần được phát huy. Chúng tôi kỳ vọng là nghị quyết 19 sắp tới thì vượt một là cải tiến cái hoạt động hành chính toàn bộ từ trên xuống dưới cho nó sát sao và có sự kiểm tra, có sự theo dõi. Chúng tôi thấy là trước đây khi mà kiểm tra đó, thì kể cả như kiểm tra thực hiện cái quyết định 35 của Thủ tướng ấy, thì có nơi thì làm kế hoạch thực hiện, có nơi thì người ta không làm chẳng hạn thế. Nhưng mà chắc hôm nay thì người ta làm hết rồi, nếu không thì Thủ tướng cũng sẽ khiển trách. Nhưng mà làm thế nào để đồng bộ? Khi mà triển khai ra một cái nghị quyết 19 thì các bộ người ta phải biết có kế hoạch thực hiện họ là cái gì, rồi tiến độ thực hiện tới đâu. Điều đó là điều quan trọng trong việc tổ chức thực triển khai cái nghị quyết. Cái thứ hai là nghị quyết 19 nên hỗ trợ mạnh cho việc hội nhập. Trong thực hiện nghị quyết 19 năm 2018, theo các chuyên gia, vấn đề đáng lưu tâm hơn cả là việc thực hiện ở cấp cơ sở. Bởi dù thủ tục có được cắt giảm đến đâu, nhưng cấp cơ sở không cải thiện trong thực hiện thì hiệu quả vẫn không thể đi đến doanh nghiệp. Chính vậy thì muốn đặt ra các quy định như thế nào thì quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ ở phía cấp cơ sở. Làm sao để có thể lúc ngay cán bộ mà trực tiếp phụ trách các cái doanh nghiệp, người ta có một cái hiểu rõ và coi như là doanh nghiệp phát triển thì họ cũng sẽ được hưởng lợi. Tất nhiên cái đấy là cả một vấn đề, nó rất nhiều yếu tố nó liên quan, chứ không phải chỉ là cái câu chuyện là cái chế độ đãi ngộ không. Thì tôi nhìn thấy vấn đề là ở đây là cấp cơ sở đang có những cái vấn đề là coi như cần phải có một cái cải thiện hơn nữa và có những cái thân thiện và có một cái hỗ trợ doanh nghiệp hơn nữa. Theo các chuyên gia, để nghị quyết 19 năm 2018 tiếp tục là cú hích trong cải thiện môi trường kinh doanh, việc kiểm tra giám sát là rất cần thiết và cần thực hiện sát sao. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, qua kinh nghiệm thực hiện nghị quyết 19 giai đoạn 2014-2017, năm nay việc thực hiện sẽ phải khắc phục tình trạng không đồng đều giữa các bộ ngành địa phương và trên nóng dưới lạnh, ở ngay trong một bộ ngành. Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp này một cách hiệu quả thì chắc chắn môi trường kinh doanh của Việt Nam sớm theo kịp các nước ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế như mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.